Vâng, xin chào các bác nhá. Chiều nay thì em giới thiệu đến các bác cái dòng Onkyo. Vâng, em cho kết hợp với con MG3 tiếng phê quá các bạn. Hai con này hợp với nhau thế chứ nhỉ. Đây. Đấy, nhiều bác cứ bảo là Onkyo không gấp được đèn ông, nhưng mà thực ra là các bác chưa tìm được những con hợp nhau thôi. Kiểu như là con người như vậy đúng không các bác? Đấy. Mình đi đâu đó mình có thể gặp những cái bạn đời nó rất là hợp ăn ý, thì làm ăn rồi mọi thứ nó đều phất lên rất là nhanh đúng không ạ? Đấy. Thì âm thanh nó cũng vậy. Khi một con Omni gặp một con loa nó đúng gọi là form của nhau rồi. Nó hợp về công suất, nó hợp về trở kháng thì nghe nói là đỉnh của chóp luôn. Con này nhá thì em giới thiệu cho các bác đây. Công suất của nó là 50W. Trở kháng 6 ohm. Đấy. Công suất 50W đúng không các bác? Thì đây, công suất là 52W. Hợp nhau rồi các bác nhá. 50 52 hợp nhau rồi. Tiếp theo trở kháng. Con này là 6 ohm đúng không các bác? Đây. Con này đánh từ 4 đến 16, tức là 4 5 6 thì 6 của cái loa lại nằm trong khoảng từ 4 đến 16 của con Omni. Vậy là quá hợp rồi. Đấy, vậy là từ công suất này, trở kháng này hợp nhau rồi đúng không các bác? Đấy. Kết hợp thêm các bạn. Con này là con V5. Nó lại có phần hỗ trợ chỉnh gì ạ? Bass tap trực tiếp trên máy và một chế độ đó là S-Bass. Bác nào nghe nhiều bát mà muốn bát ấm thì đưa về on, nghe ít thì đưa về off, được chưa ạ? Em thích bát ấm, nghe để on. Đó, nghe chế độ S-Bass on này. Sau đó em sẽ giảm cái chế độ bát này xuống. Nghe tiếng bát nó đậm, nó ngọt và tiếng nó sắc tiếng các bạn. Nghe nó sướng. Đấy. Các bác thấy em phối bộ này có chuẩn không? Quá chuẩn luôn nhá, công suất trở kháng hợp nhau nhá. Màu sắc nha, con này màu xám xi măng kết hợp với con này màu xám bạc. Quá là hợp nhau luôn, các bác nhìn thấy ưng chưa? Cái mặt này của nó nha, mặt màu đen, xong nó đi theo cái loa màu đen, tép màu đen, thông hơi màu đen. Sau đó màu xám của cái vỏ loa nó lại đi với cái màu xám bạc của vỏ máy. Quá là hợp luôn các bạn. Mà các bác đoán bộ này biết bao nhiêu chưa? Bình thường bộ này nha, các bác đi mua con loa MG3 như này, nó đã rơi vào khoảng là gì? 1.3 triệu, 1.4 triệu rồi. Có những con hàng đẹp của nó rơi khoảng 1.6 triệu. Thế em cứ tính con này 1.3 triệu đi. 1.3 triệu với con này 1.150 triệu. Đấy, là các bác đã phải bỏ ra gì ạ? 2.450.000 rồi. Nhưng tuy nhiên, cái đó là ở đâu chứ còn với hôm nay các bác nhá. Với ngày hôm nay thì các bác chỉ cần bỏ ra bao nhiêu? Có 2.150.000 thôi. 2.150.000 là combo cả bộ luôn. Đó. Có chỉnh bass tap hỗ trợ chế độ trầm cho bass. Con này thì CD MD bỏ qua giúp em nhé. Hình như CD con này nó vẫn đọc các bạn. CD nó vẫn đọc nhưng mà nói chung là em test thêm thôi, chứ em không bán cái phần CD này. Bởi vì em bán con này chủ yếu là gì đây. Là để các bác cắm cái đây này. Các bác cắm TV này, cắm máy tính này. Đấy. Nhưng mà thôi cứ test nhé. Hình thức thì các bác cứ nhìn thực tế. Em thì em quay có nào thì em bán vậy, chứ em không có chỉnh sửa hay là mông má hay là sửa chữa đâu. Các bác biết rồi, nhà em bán hàng luôn luôn là có nào bán vậy. Con này thì tiếc mỗi cái là nó về nó không có ê căng. Nhưng thực ra em thấy ê căng ấy là chỉ dành cho những bác nào mà nhà có trẻ con thôi. Còn nếu mà không thì các bác hay cứ bỏ ra nhỉ, bỏ căng ra nhìn nó đẹp hơn. Bởi vì là các bác nhìn cái bát con tép đẹp như này, tự dưng mình che cái căng vào nhìn trông nó chán chết đúng không ạ? Có cái đẹp lại che đi thì vứt đúng không ạ? Bây giờ em sẽ lên nhà các bác nghe thử nhá. Đây là nhạc ở trên máy tính các bác này. Đấy, nhạc trên máy tính nhá. Còn đây là nhạc ở trên Smart TV này. Thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hờn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi.
vẫn vương tầng phút giây êm đềm cùng người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làng quê. Từ khi vào lính rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu giang dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay. Đó, đấy là nhạc ở trên Smart TV. Còn bây giờ chạy test thử CD này nhá. Test thử CD xem chạy không. CD vẫn chạy các bạn nhá. Nhưng mà cái này về có phải dùng đĩa xịn một tí nha, chứ còn dùng đĩa cũ đĩa mốc nhiều khi về là cũng không chạy đâu. Bởi vì em bán nhiều rồi, em biết mấy năm nay rồi. Nhiều bác về có những cái đĩa CD cứ bảo là chạy ngon nhưng thực ra là mốc nó cũ rồi các bạn. Thế về đưa vào nó không chạy đâu. Bởi vì là những con mắt này thì những con máy này mắt của nó hao rồi các bạn. Thế nên là mình phải dùng đĩa tốt, chứ còn đĩa cũ đĩa mốc là nó không chạy đâu. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lè đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Đấy, điều của em đó. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cánh. Đĩa của em nó còn vấp ấy. Đấy các bác nhá, đấy thì các bác mà chốt bộ này thì cứ alo cho em nhá. Hàng thì bên em gửi toàn quốc, bất kể các bác ở tỉnh thành, ở trên núi cao hay là ngoài biển hay là ở tận phương trời nào, cứ alo là em gửi nhà, gửi tận nhà hết. Gửi là còn các bác còn được quyền bóc ra kiểm tra thoải mái nhá. Bởi vì là mình mất tiền mua mà, mình phải bóc ra xem nhớ bên trong cục đá, cục gạch thì sao, đúng không ạ? Thế nên là các bác nhận hàng cứ bóc ra kiểm tra thoải mái, đúng như trên video thì nhận hàng. Còn không đúng thì cứ gửi alo lại cho em, được chưa ạ? Đấy, để em xử lý. Tại vì nhà em thì làm việc trực tiếp với cả bên vận chuyển mà. Đấy, ký kết hợp đồng với bên vận chuyển. Hàng hóa là khách hàng được bóc ra kiểm tra thoải mái. Thế nên là cái quyền kiểm tra là các bác cứ phải kiểm tra. Đấy, chốt bộ này giá là 2 triệu 150k các bác nhá. Nghe phê lắm các bạn. Vâng, em xin chào nhá.